Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yes, và mình là Phong Cận TV đây. Thì hiện tại là mình đang ở trong ngôi làng của mình nè anh em. Đó, đây là ngôi làng của mình đây, anh em xem này. Đây chính là ngôi làng của mình đây. Thì anh em thấy là trong cái kho đồ của mình, anh em thấy không, mình đang có được mấy cái trứng gà nè anh em. Đó, mấy trứng gà này là mình mua ở bên cái tiệm thú cưng đó, anh em. Rất là sướng luôn khi mà mình đã mua được rất là nhiều trứng gà luôn, đã quá. Thì bây giờ mình sẽ xây một cái chuồng gà ở đây và mình sẽ nuôi gà nha anh em. Và từ bây giờ mình sẽ có thịt gà để mình ăn. Trời, quá đã. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái ta ít gỗ nè. Ok, rồi bây giờ mình đã đổi ra gỗ rồi. Bây giờ mình sẽ đổi qua que nè. Đó, làm mấy cái que. Sau đó là mình sẽ làm cái bàn chế tạo. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ để cái bàn chế tạo ở đây. Đặt cái bàn chế tạo ra ngoài đây. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ lấy cái que này, mình sẽ làm cho mình một cái hàng rào. Đó, đây, quá trời hàng rào luôn. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ đem mấy cái hàng rào này mình đặt vào đây và mình làm một cái chuồng gà nha anh em. Cầm cái chuồng gà nhỏ thôi được rồi. Là chúng ta có thể nuôi gà trong đây rồi. Ok, từ bắt cua hai lóc qua nè. Ok, đặt mấy con gà vậy nè. Thôi ơi, trời ơi, mấy con gà gì nó to gì đâu á. Mấy con này á, mình nuôi á vài bữa nữa thôi là nó sẽ đẻ trứng gà và mình sẽ có trứng gà để mình ăn. Có thêm thịt gà để ăn luôn. Thôi, kỳ này là giàu rồi. Mình sẽ trở thành là một cái ông chủ chạy gà lớn nhất Việt Nam. Đó. Ok, rồi để mình bỏ mấy cái này vào trong. Mấy cái trứng gà còn lại con bỏ vào trong nữa đi. Trời ơi, thích quá. Trời ơi. Ok, bây giờ là cứ hàng ngày ra ngoài đây chăm sóc mấy con gà và bắt đầu đem gà ra chợ bán rồi có thịt gà để ăn nữa. Quá đã luôn. Chắc giờ mình đi ngủ đã. Trời ơi, bây giờ trời nhìn cũng đã chiều rồi. Thôi, chắc đi ngủ đã. Rồi à, tối dậy cho bọn nó ăn sau. Tại mấy con gà này bọn nó ăn tối được mà. Ok rồi, thôi đi ngủ. Đi ngủ hai. Đây chính là thứ mà ta cần đây. Ôi, những con gà trắng muốt béo ngon. Ta sẽ có rất nhiều máu tươi để ăn uống đây mà. Trời ơi, ngủ ngon quá. Trời ơi, tính ra là tối hôm qua mình ngủ đến nỗi mà ngủ đến sáng luôn, mình quên cho mấy con gà ăn rồi. Quên mất. Buồn ngủ gì đâu quá trời. Bây giờ phải ra trong mấy con gà thôi, giờ biết sao. Ai trời ơi, gà ơi, cho tụi bay ăn nè. Ủa? Ủa? Cái gì vậy? What the hell? Ủa? Mấy con gà, ủa sao bây giờ mấy con gà biến mất rồi? Chỉ còn một con ở đây vậy? Gà ơi, trời ơi, ủa mấy con gà của mình đâu? Nhớ là tối qua đặt ở đây đến mười mấy con gà thôi mà. Bây giờ bọn nó biến mất hết rồi. Ủa, cái này là gì đây? Anh em ơi, cái này là máu anh em ơi. Trời ơi, trời. Tại sao lại có máu ở đây? Còn mấy con gà của tôi đâu? Trời ơi, bây giờ lộ vốn rồi. Trời ơi, chưa ăn được con gà nào, chưa là bán được con gà nào hết, nó giờ chết hết rồi. À, cái kiểu này là mình nghi lắm anh em ơi. Ở trong cái làng này ha, ngoài nhà mình ra thì còn có cái nhà bên đây nè, là nhà của bà Sammy Nước nè. À, mình nghi lắm, kiểu này là buổi tối người ta không có bán KFC, cái đầu thèm quá, qua nhà mình ăn cắp gà nè, chứ còn gì nữa. Trời, nhà giàu mà đi ăn cắp gà của nhà người ta ha, mình phải qua mình đòi lại mới được. Ê, Sammy, bà đâu rồi? Sammy! À, sáng giờ vậy chưa ngủ đánh nhăn mặt nó kêu gì vậy? Có chừng gì? Còn hỏi nè. Bà nhìn cái này là gì đây? Ủa, ông cho tôi à, cảm ơn nha. Cho nè, bà còn làm... Mà còn bà già bày đặt làm như không biết gì. Có phải hồi tối hôm qua bà qua nhà tôi, bà ăn cắp gà của nhà tôi đúng không? Ông kêu ông đừng có mà vu oan giáo hoài nha. Tôi hôm qua tôi ngủ khò, tôi đã qua nhà ông tôi lấy gà đâu. Đừng có xạo. Nhà ở tôi ha, là xung quanh đây á, buổi tối là người ta đi hết, chỉ có mỗi nhà tôi với nhà bà thôi. Mà bây giờ bà không lấy, vậy chẳng lẽ là có ma lấy hả? Ông hỏi ba đi, nhà tôi giàu như thế này mà sao tôi phải ăn cắp nhà ông vậy? Ông vô gian vậy? Được, hay lắm, được rồi. Thôi, tôi bỏ nhà tôi đi luôn, tôi không ở đây đâu. Trời, cái thứ mà hàng xóm đã không biết thương yêu nhau mà còn ở đó còn lấy giết hết mấy con gà của tôi để làm thịt gà ăn đúng không trời? Thôi, tôi bỏ nhà tôi đi, tôi không ở đây nữa. Bỏ nhà đi, trời ơi, cái xóm này là toàn người xấu mà mình không thích ở đây nữa, mình đi thôi. Tức quá mà. Trời ơi, toàn là người xấu, cái xóm này toàn là người xấu. Đi thôi. Ủa cái này là gì đây?
Ủa, mình nhớ là ở gần nhà mình từ trước giờ đó có cái hang rồi ta. Sao tự nhiên ở đây lại có cái hang ta? Ủa, cái này là gì đây ta? Ui, anh em ơi, cái này là máu anh em ơi. Ủa, cái này sao nó nhìn, cái này sao nó nhìn giống cái máu mà cái máu ở cái chuồng gà vậy ta? Ui, quay, cái máu này nó đang bị nhiễu xung quanh này. Ui, nó xuống dưới tận sâu dưới bên kia luôn. Ủa, anh em ơi, mình nghi lắm nha. Có khi nào là ở trong xóm này có kẻ trộm không anh em? Mà kẻ trộm nó đã bắt gà của mình, nó đem xuống dưới hang đó nó ăn không ta? Ồ, mình nghi lắm, mình nghi lắm. Ui, vậy là có nghĩa là mình đã du oan giáo họa cho Sammy rồi. Chết tôi rồi. Kiểu này là mình phải về nhà mình xin lỗi Sammy mới được. Ủa, nhưng mà tại sao kẻ trộm lại sống ở bên dưới hang ta? Ui, nghi lắm nha. Thôi bây giờ mình phải về mình xin lỗi Sammy đã. Sau đó rồi mình phải rủ Sammy đi xuống cái đây để xem thử coi ở bên dưới cái hang liệu là nó có cái gì mà tại sao lại có máu bên dưới đó. Mình nghi lắm anh em ơi, mình đang nghi lắm. Trời, nghi lắm. Mình phải qua mình xin lỗi Sammy mới được. Sammy ơi, Sammy. Ê, ông về đây. Tôi không ăn cắp nhà ông nha. Ông đừng có vu oan nhà tôi tiếp nha. Tôi biết là bà không có lấy rồi, nhưng mà hồi nãy tại vì là tôi nóng tính quá, cái đầu tôi qua tôi lỡ lời, tôi nói hơi bậy á, bà tha lỗi cho tôi xin lỗi, mà tôi xin lỗi, lần sau tôi không dám vậy nữa đâu. Tôi lỡ lắm. Tôi đang giận quá, tôi mất hết mấy con gà, tôi giận quá cho nên tôi lỡ lời á, xin lỗi nha, làm ơn đừng. Không, tôi không cần giận lỡ, tôi. Ông phải đền tôi gì đi, tôi không chịu. Đền hả? Ờ được, tôi có chỗ này đi chơi vui lắm, mà muốn đi không? Đi chơi hả? Ừ. Ok, đi theo tôi chỉ cho. Từ từ. À bây giờ đi qua nhà tôi chỉ cho chỗ này đi chơi vui lắm nè. Từ từ để tôi lấy đồ đã. Bây giờ tôi cần gì ta? Một cái máy khoan nè, một cái sẻng nè, một cái máy cưa nè, sau đó mày hết gỗ nữa. Ok, rồi đi ra đây tôi chỉ cho. Rồi đi chơi vui lắm, để tôi tí. Ok. Ok anh em ơi, mình sẽ làm một số những cái cây giáo nè. Ở sao thăm lại tôi cho bà này nè. Đây, tôi đưa cho bà một ít giáo nè. Đây chính là cái cây giáo á, mình dùng cái cây này để mình đi săn thịt gà, săn mấy con gà nè. Bà muốn đi. Ủa, đi săn thú không? Tôi đi chơi mà sao bây giờ lại săn thịt gà? À thì chúng ta đang đi chơi trò chơi săn thịt gà. Đi theo tôi. Ở qua đây nè. Anh em ơi, mình nghĩ á là dưới cái hang này mình sợ là nó sẽ có ma hay gì vậy, cho nên mình kêu Sammy đi chung với mình cho đỡ sợ anh em ơi. Chắc là bà Sammy bà không biết đâu. Ok, đi. Đi Sammy. Ôi Sam, thấy bên dưới kia có gì không? Tương cà. Đúng rồi, cái này là tương cà đó. Ở bên dưới người ta đang tổ chức một cái buổi gì ta? Một cái buổi tiệc. Ở bên dưới có nhiều đồ ăn lắm. Đi xuống đây. Ok. Tương cà chứ nữa. Đi xuống đó nha. Cái này là tương cà chứ không phải máu đâu. Đi. Sao xuống vậy? Xuống đây. Bà đi trước đi. Tí tôi xuống. Ok anh em, mình để cho bà làm chuột bạch trước đi. Cho bà xuống trước đi. Ok. Ủa, Sammy ơi, có chuyện gì vậy? Ôi trời, mình nghe cái tiếng mà Sammy bả la to lắm anh em ơi, không biết ở dưới có chuyện gì không trời. Mình có nên xuống không ta? Ok, bây giờ mình phải xuống thôi chứ giờ biết sao? Lỡ bả có chuyện gì rồi sao? Sammy ơi, trời cái gì mà máu không vậy ta? Trời ơi, ghê quá. Ôi máu nè. Ôi. Trời. Ok, từ từ đi xuống coi. Ui, có đầu lâu nữa anh em ơi. Có sợ người nè. Ui. Ủa Sammy, ủa sao bà bị nhốt trong đây vậy? Con ba cây dùng là bắt tôi. Mà cà rồng gì? Trời ơi, cái này là cái tật nè. Đã nói rồi, ít coi phim kinh dị đi, coi cho nhiều vô xong giờ cái đầu là tưởng tượng ma cà rồng tùm lum la rồi. Ui, ngươi là ai? Chết ra. Dạ con chào ngài ma cà rồng. Con xuống đây con đi dạo. Dạ con không biết cái đứa này không phải bạn con đâu nha. Dạ con tạm biệt ngài. Tạm biệt ngài, con đi đây. Không là lãnh đạo của ta, không được rồi. Đứng lại. Thôi đừng
đừng, con xin lỗi, lần sao con không dám xuống đâu, con xin lỗi vậy, con đi thiệt mà. Trời ơi, đi, trốn, anh em ơi. Trời, ma cà rồng, chú ý, ma cà rồng có thiệt anh em ơi, trời. Tại sao lại có ma cà rồng xuất hiện trong mini world vậy trời. Ôi, anh em ơi, chết mà rồi anh em ơi. Bây giờ mình đã lỡ kêu Sammy đi xuống đó rồi. Sammy bị ma cà rồng bắt rồi anh em ơi. Trời ơi, bây giờ làm sao đây, chẳng lẽ giờ để bả đó luôn trời. Bây giờ mình phải tìm cách mình cứu bả mới được. Nhưng mà phải cứu bằng cách nào đây? Trời ơi, đi xuống đó lạng quạng là bả sẽ làm thịt mình luôn, bả lấy máu của mình bả uống luôn á trời. Cái bà à không, cái ông chứ. À không, con ma cà rồng này là nam hay nữ ta? Ở nói chung nó là ma cà rồng sợ quá. Nói chung là bây giờ mình cần phải làm cái gì đó. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình bỏ mặt Sammy dưới đó thì Sammy cũng sẽ bị ma cà rồng hút máu chết luôn á trời. Trời, bây giờ làm sao đây? À, mình có cách rồi anh em ơi. Bây giờ, đúng rồi, theo những gì mình coi trên phim á thì ma cà rồng rất là sợ thánh giá. Đúng rồi, mình phải làm cái thánh giá mới được. Đúng. Ok, mình sẽ lấy gỗ ở đây nha. Mình sẽ lấy gỗ ở đây, mình xuống dưới đó, mình sẽ làm một cây thánh giá bên dưới đó và con ma cà rồng khi mà nó thấy được cây thánh giá thì nó sẽ bị tan biến. Đó, ma cà rồng sợ nhất hai thứ thôi. Đó chính là ánh nắng mặt trời và cái gì ta? Thánh giá và ma cà rồng bây giờ nó đang ở dưới hang cho nên là ánh nắng mặt trời không làm gì được nó cả. Bây giờ mình cần có một cây thánh giá. Bây giờ mình đi xuống từ từ thôi. À, ôi nó còn đứng đó kìa anh em. Còn đứng đó kìa. Ok, bây giờ mình sẽ đợi nó đi vào trong hang thì mình bắt đầu mình xuống mình xây nha. Okay, từ. Ok. Khi nào nó mới đi trời, nó cứ đứng đó mãi. Ôi anh em ơi. À nó đi rồi. Okay, từ bây giờ mình làm nha. Tammy, im nha. Im lặng. Từ im lặng đi, từ tôi sẽ bình tĩnh từ từ để tôi sẽ cứu bà, nhưng mà bà để từ từ đi, từ tôi xây một cái cây. Làm gì đó? Tôi đang xây thánh giá. Con ma cà rồng rất là sợ thánh giá, tôi sẽ xây một cây thánh giá ở đây. Và ma cà rồng nó thấy cây thánh giá thì nó sẽ bị sao ta? Nó sẽ bị tan biến. Thiệt. Ok. Xây cây thánh giá ở đây. Ok anh em ơi. Nè, một cây thánh giá nè anh em. Ok được. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình kêu ma cà rồng. Ma cà rồng đâu rồi? Ra đây. Ta không sợ ngươi đâu. Có giỏi thì ra đây chiến đấu với ta nè. Ê, nó ra kìa. Cái gì vậy? Ngươi biết sợ rồi hả? Xin giới thiệu ngươi, đây chính là cây thánh giá của chúa đó, ngươi sợ chưa? Bây giờ ta sẽ không còn chân chỗ nào cho ngươi trốn đâu. Đi ra ngoài đây nhanh lên. Ngươi tránh xa ta ra. Tránh xa vậy, tránh xa. Đi ra ngoài đây đi ma cà rồng. Ra ngoài đây đi, ngươi hết đường trốn rồi. Không, đi ra ngoài đây. Rồi xong, trời ơi, nó dậy đặt là chuẩn bị à? Chuẩn bị bị tan biến. Ngươi dám dùng cái thánh giá này để tiêu diệt tao? Ta sẽ nhớ mãi mối thù này. Chết ngươi rồi. Quên. Ở Sammy đi ra tôi cứu bà nè. Đi ra đây trời ơi. Đây. Rồi đi ra đi. Trời ơi, trời con ma cà rồng đó, trời ơi sợ không? Hãy tính ra là tôi rủ bà đi chơi, nhưng mà tôi rủ cho bà đi xuống đây bà chơi chung với con ma cà rồng, hiểu không? Đó thôi, đi về. Ok anh em ơi, thì mình đã cứu được Sammy với mình đã tiêu diệt được con ma cà rồng rồi. Và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, tạm biệt, yêu anh em vãi nồi.